Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 20 đô cái token file. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi sau đó chọn Join Airdrop. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Twitter này và retweet cái bài đăng của nó. Chọn follow này và quay trở lại bot này, bấm vào read bot này để retweet này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn like và retweet. Rồi quay trở lại bot, rồi tiếp vào Instagram. Rồi chọn theo dõi, sau đó quay trở lại. Tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó và dưới này mọi người sẽ retweet bài đăng trong kênh liên kết nhé. Rồi vào đây để retweet bài đăng trong kênh liên kết. Mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Rồi chọn like và retweet. Sau đó quay trở lại bot này. Chọn regit. Tiếp theo là sẽ xác minh hình ảnh. Mọi người phóng to cái hình ảnh lên nhé. Rồi quay trở lại và nhập vào hình ảnh tương ứng. Rồi nhập địa chỉ email. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Matic Polygon cho mình. Thì mọi người sẽ quay trở về ví MetaMask. Mọi người sẽ lấy địa chỉ ở trong ví MetaMask nhé, hoặc trên chút Wallet đều được hết. Rồi, mọi người sẽ copy địa chỉ ví này. Và quay trở lại bot, dán địa chỉ ví vào. Rồi, sau đó nhập profiling của Twitter. Tiếp theo sẽ nhập cái đường link retweet quay trở lại Twitter cho mình nhỉ. Rồi, chọn vào ảnh đại diện nhé. Sau đó bấm vào tweet và trả lời. Mọi người tìm đến cái bài đăng đã retweet này. Chia sẻ và sao chép này. Quay trở lại dán nó vào. Rồi, sau đó thì sẽ nhập profiling của Instagram. Mọi người copy này. Dán vào đây và nhập username của mình vào. Rồi, tiếp theo chọn I have và join. Chọn thêm một lần nữa và chọn đôn, chọn main menu này, kiểm tra số dư này. Ok mọi người, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.